Hiện nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đầu tư hoàn chỉnh đưa vào vận hành trung tâm điều hành đặt tại trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường để tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động nước thải, khí thải. Đến nay, trung tâm này đã tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động của 24 cơ sở và 6 trạm quan trắc nước mặn tự động. Sở tài nguyên và môi trường cũng vừa hoàn thành lắp đặt 3 trạm quan trắc không khí xung quanh, 3 trạm quan trắc tự động nước mặt tại hai hồ chứa nước và suối Trà Răng, nằm ở thượng nguồn chảy về hồ đá Đen đầu tư các trang thiết bị phòng thí nghiệm quan trắc môi trường. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, việc cung cấp thông tin để người dân yên tâm về chất lượng môi trường là việc làm cần thiết. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép công bố thông tin dữ liệu quan trắc về môi trường tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo hai phương án gồm: Phương án 1 là công bố thông tin trên 6 màn hình LED được đặt tại thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ về chất lượng môi trường không khí xung quanh từ dữ liệu quan trắc tự động trung bình theo giờ trong ngày. Phương án thứ hai là tại trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và chỉ số chất lượng nước WQI trung bình hàng ngày các hộ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Riêng chất lượng nước biển gian vờ cung cấp báo cáo đánh giá hàng tháng. Đề xuất trên của Sở Tài nguyên Môi trường đã được lãnh đạo tỉnh thông qua. Hiện Sở Tài nguyên Môi trường đang xây dựng đề án để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.